Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Chúng ta biết phải làm gì trong thời gian cuối cùng này. Thời kỳ cuối cùng là thời kỳ rất là khốc liệt và mỗi con cái của Chúa đều vô hình chịu những cái tấn công mà chúng ta không thể lường trước được đâu. Vì vậy anh chị em ơi, hãy tỉnh thức và cầu nguyện mỗi ngày. Tiên tri TB Joshua khi trước khi ông về với Chúa, ông để lại cho con cái của Ngài một câu cũng giống như hôm nay sứ điệp của chúng ta hôm nay đã nói, đó là hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức và cầu nguyện. Hãy làm điều đó anh chị em ha. Và biết rằng trong cái sự tỉnh thức mình phải làm gì. Và câu Kinh Thánh Giăng nhất chương 2 câu 15, 16, 17 là cho chúng ta biết cái cách để chúng ta tỉnh thức. Thế gian luôn tìm cách để hủy diệt chúng ta, hủy diệt đức tin của chúng ta. Tuy nhiên Chúa luôn có cách để cho chúng ta đứng vững nếu chúng ta vâng phục lời của Ngài. Amen. Buổi sáng hôm nay tôi sẽ cậy ơn của Chúa để chuyển tải đến cho anh em một sứ điệp cũng liên quan đến đề tài này. Nhưng mà cái tiêu đề thì nó hơi khác một chút. Tôi đang nói đến câu chuyện được Kinh Thánh ghi trong Luca chương 22. Và câu chuyện này thì anh chị em đã quen thuộc rồi, nhưng mà hôm nay chúng ta nhắc lại để học những bài học thuộc linh trong đó. Tôi cũng gửi lời chào trân trọng từ Hội Thánh Nhà Muôn Dân đến tất cả ông bà anh chị em đang theo dõi trên livestream này. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta trong thời giờ học lời Chúa này. Và tôi tin rằng bởi lời của Ngài đem đến cho chúng ta những bài học quý giá trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thưa ông bà anh chị em, trong Luca chương 22 từ câu 31, 34, câu 54 đến câu 62 kể cho chúng ta câu chuyện mà Phi-rơ chối Chúa. Phi-rơ là đại sứ đồ của Chúa. Phi-rơ là một người được Chúa chọn, được Chúa khen ngợi và thậm chí Chúa đổi tên ông ấy. Vì Chúa thấy những tính cách rất tuyệt vời ở trong chính ông. Nhưng trong Luca chương 22 thì cho chúng ta biết một cái câu chuyện mà câu chuyện này được chép trong cả bốn sách Phúc Âm Luật. Đó là câu chuyện Phi-rơ chối Chúa. Tôi xin khởi sự đầu anh chị em ha. Hỡi Simon, Simon này, quỷ Satan đã đòi sàn sảy ngươi như lúa mì, xong ta đã cầu nguyện cho ngươi hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Phi-rơ thưa rằng: Thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tu đồng chết. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hỡi Phi-rơ, ta nói cùng ngươi, hôm nay khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối không biết ta ba lần. Bây giờ họ bắt Đức Chúa Giê-xu giải đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm. Phi-rơ đi theo Ngài xa xa. Họ nhóm lửa dưới sân rồi ngồi với nhau. Phi-rơ cũng ngồi giữa đám họ. Một con đòi kia thấy Phi-rơ ngồi gần lửa thì ngó chăm chỉ mà nói rằng: Người này vốn cũng ở với người ấy. Xong Phi-rơ chối Đức Chúa Giê-xu nói rằng: Hỡi đàn bà kia, ta không biết người đó. Một lát có người khác thấy Phi-rơ nói rằng: Ngươi cũng thuộc về bọn đó. Phi-rơ đáp rằng: Hỡi người, ta không phải thuộc về bọn đó đâu. Độ cách một giờ, có kẻ khác đề quyết như vậy mà rằng: Thật người này cũng ở với Giê-xu, vì người là dân Galilê. Nhưng Phi-rơ cãi rằng: Hỡi người, ta không biết người nói gì. Đương lúc Phi-rơ còn nói thì gà liền gáy. Câu 61, Chúa xây mặt lại ngó Phi-rơ. Phi-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng: Hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. Rồi đi ra ngồi khóc lóc thảm thiết. Vâng, đây là câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng nhau học buổi sáng hôm nay. Anh em biết trong cái bối cảnh câu chuyện này đó, thì Satan đang tìm cách giết Chúa. Có đúng không ạ? Vâng, Satan đang tìm cách giết Chúa. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta vừa mới đọc. Và khi Satan nó tìm cách giết Chúa đó, thì anh em biết Chúa Giê-xu đã tỏ cho Simon Phi-rơ rằng cái chiến lược của nó.
trước đó chúng ta đọc trong câu 3, chúng ta thấy rằng vả Satan đã nhập vào Judas Iscariot. Có đúng không ạ? Bằng một cách nào đó mà Judas Iscariot đã mở cửa đến nỗi Satan nhập vào, mặc dù ông là một trong 12 sứ đồ của Chúa Giêsu. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên Satan nó không từ bất cứ một con người nào cả. Đó là cái điều mà chúng ta nhìn thấy. Nhìn thấy. Và khi Satan nó muốn giết Chúa đó, thì nó tìm cách sao anh chị em? Sàng sảy tất cả các sứ đồ của Chúa. Đây là bài học mà chúng ta cần ghi nhớ buổi sáng hôm nay. Nếu Satan nó muốn đem Chúa ra khỏi một hội thánh á, thì nó phải tìm cách để tấn công những con người ở trong hội thánh. Dĩ nhiên nó tấn công Chúa không được. Làm sao nó giết Chúa được? Làm sao nó có thể thắng Chúa được? Nhưng mà nó có thể thắng được con người. Cho nên ở đây sứ đồ Phi-rơ lúc mà đối diện với Chúa thì Chúa nói: hỡi Simon này, quỷ Satan đã đòi sàng sảy ngươi như lũ mị. Trước khi nó muốn đem Chúa ra khỏi một những môn đồ, đem Chúa ra khỏi hội thánh, đem Chúa ra khỏi một gia đình, đem Chúa ra khỏi một đời sống cá nhân, thì Satan nó sàng sảy con người đó. Và hôm nay chúng ta thấy được cái chiến lược của nó, phải không ạ? Sàng sảy là gì ở đây? Anh em làm nông, làm lúa, mì ngày xưa biết rồi, phải không ạ? Mấy cái người nữ trước khi mà họ muốn làm cho sạch cái lúa thóc á, thì họ bỏ lên sàng và họ làm vậy nè, đúng không? Thì cái gì nó rớt xuống? Trấu cho những hạt lép, hạt gãy, hạt mẻ, hạt nhỏ, hạt hôi, hạt thối nó rớt xuống, đúng không ạ? Chỉ để lại những cái hạt nguyên thôi. Và hôm nay khi mà Satan nó muốn đem Chúa ra khỏi đời sống mỗi một chúng ta, đời sống của hội thánh, nó bỏ tất cả các tín hữu lên một cái sàn của nó và nó sàng xem. Nó không phải nó tìm những cái hạt chắc, không phải tìm những cái hạt gọi là nguyên vẹn. Nó sàng để nó xem thử có hạt nào gãy, mẻ, lép, hư hại hay không. Và nó nhập vô những cái đó. Em hiểu em không ạ? Buổi sáng hôm nay, tất cả chúng ta hãy tỉnh thức để kiểm nghiệm đời sống mình. Xem thử linh hồn mình có mẻ ở chỗ nào không? Thử xem cái suy nghĩ, hành vi, cuộc sống của mình, lối sống của mình có bị lép, bị hư chỗ nào không? Liệu ngày hôm nay Satan bỏ tất cả chúng ta lên sàn của nó, liệu chúng ta ở trên hay rớt xuống? Đó là câu hỏi tôi hỏi cho anh em buổi sáng hôm nay. Chúng ta sẽ ở trên sàn hay chúng ta sẽ rớt xuống? Tôi nói với anh em rằng cái sàn của Satan có rất nhiều lỗ. Lỗ tà dâm có, lỗ tham lam có, lỗ cay đắng cũng có, lỗ buồn giận nghi ngờ có, những lỗ chán nản có, những lỗ bất mãn có, đủ kiểu lỗ trên cái sàn của nó. Và tôi hỏi tất cả chúng ta ở đây, liệu chúng ta có rớt xuống một trong cái lỗ nào đó hay không? Và nếu lỗ chúng ta rớt xuống, thì chính nó sẽ sử dụng chúng ta để giết Chúa. Phải không ạ? Nó sẽ sử dụng những người rớt xuống sàn để giết Chúa. Trên Kinh Thánh chép rằng sứ đồ Phao-lô nói rằng có những người ăn ở như kẻ thù của thập tự giá, lấy bụng mình làm chúa mình. Tôi nghĩ những người đó là những người đã rớt xuống sàn của Satan, và chính Satan dùng cái đó để giết Chúa. Tôi suy ngẫm tại sao Judas Iscariot là một trong 12 sứ đồ. Ông làm gì? Ông suy nghĩ gì? Ông đã hành động cái gì mà để đến cuối cùng Satan nhập vào ông? Đây là chỗ chúng ta phải suy nghĩ, phải không ạ? Tại sao Satan lại nhập vào ông một cách dễ dàng như vậy? Dĩ nhiên Kinh Thánh cho biết rằng Satan là Judas Iscariot là người tham tiền. Judas Iscariot là người tham tiền.
Và ông được Chúa Giê-xu tin tưởng đến mức độ giao cho vác cái bịch tiền để đi theo Ngài. Nhưng tôi không nghĩ rằng cái lòng tham đó khiến cho Giu-đa đã bán Chúa 30 đồng bạc. Vì 30 đồng cũng không phải là nhiều. Không ạ? Chúng ta hãy suy nghĩ đây. Tôi nghĩ rằng có những ngày Giu-đa Iscariot đã khuyên thầy của mình. Khuyên thầy của mình hãy kiếm nhiều tiền lên đi. Hãy tích trữ tiền nhiều lên đi. Khuyên thầy của mình để kiếm tiền. Bằng chứng là Giu-đa Iscariot đã nhiều lần trách móc những người sức dầu cho Chúa. Tại sao phí dầu thơm này không bán đi lấy 30 đồng bạc, 300 denier hay là bao nhiêu đó. Giu-đa Iscariot nghĩ về tiền, đi theo Chúa Giê-xu để kiếm cái phương tiện để kiếm tiền. Và Giu-đa Iscariot đã khuyên Chúa Giê-xu như vậy. Nhưng mà có lẽ là nhiều lần khuyên thầy quá, nhưng mà thầy cứ gạt phắt đi. Không có được như vậy. Không nên làm như vậy. Có thể Giu-đa Iscariot đã từng khuyên Chúa Giê-xu là: thầy thấy không, đám đông đi theo thầy, 15.000 người đi theo thầy, hãy lấy tiền dâng hiến đi, ví dụ thế. Chúa Giê-xu bảo: thôi, mày đi chỗ khác chơi, làm gì mà lấy tiền dâng hiến, ví dụ vậy, phải không ạ? Và Giu-đa thất vọng. Lâu dần Giu-đa sao anh chị em? Bất mãn. Ô, đi theo Chúa Giê-xu chả được gì. Đi theo Chúa Giê-xu tiền cũng không được, danh cũng không được, lợi cũng không được, mà bây giờ người ta cứ đòi giết. Thôi thì ta chơi mẻ cuối cùng, bán quách đây đi lấy thêm 30 đồng bạc. Và đó là chỗ mà Giu-đa Iscariot đã lọt xuống cái sàn của Satan. Đúng không anh chị em? Cho nên tôi nói lại chân lý rất đơn giản. Nếu nó muốn giết Chúa của một hội thánh, thì nó phải sàn hội thánh đó và tìm những con người lọt xuống dưới sàn của nó. Chắc chắn những người ở trên nó không dùng được, nhưng nó sẽ dùng những người lọt xuống sàn. Chắc chắn trong hội thánh nó sẽ tìm được những người bất mãn với mục sư, nó tìm được những người mà hay trách móc mục sư, nó tìm được những người đang buồn, đang khổ, đang không tha thứ, đang chia rẽ trong hội thánh, nó tìm được những người nghi ngờ, những người đang chán đời, những người đang tiêu cực. Satan tìm những người đó để giết Chúa trong hội thánh. Satan luôn sàng sảy. Cho nên tôi nói với anh chị em rằng hãy tỉnh thức. Nếu anh chị em đang bất mãn với mục sư, hãy tỉnh thức. Anh em bất mãn với một người nào đó, hãy tỉnh thức. Anh chị em đang bất mãn với chồng, với vợ mình, hãy tỉnh thức. Nó sẽ đem một người khác đến để anh em khỏi bất mãn. Và sụp đổ sẽ đến, chia rẽ sẽ đến, tan nát sẽ đến. Hãy tỉnh thức với những mưu kế của nó. Và thường thì chúng ta không bao giờ nghĩ được cái mưu trước của Satan. Giống như Phi-rơ trong câu chuyện này. Khi Chúa nói với Phi-rơ rằng: Simon, Simon, Satan đòi sàng sảy các ngươi, nhưng ta đã cầu nguyện cho các ngươi để đức tin các ngươi không thiếu thốn chút nào. Khi các ngươi đã ăn năn hối cải thì hãy làm vững chí anh em mình. Anh em thấy thái độ của Phi-rơ không? Phi-rơ cũng chả để ý gì đến lời của thầy mình. Phi-rơ cũng không giật mình, Phi-rơ cũng không để ý gì cả. Anh em, điều này chúng ta thấy một điều gì ạ? Chúa thì luôn cầu thay cho chúng ta. Chúa biết tương lai, Chúa biết những điều về phía trước. Nhưng con người chúng ta không biết chuyện của ngày mai. Tất cả chúng ta đang đứng đây, không ai biết ngày mai xảy ra điều gì. Và đó là chỗ mà chúng ta dễ sa ngã nhất. Có đúng không ạ? Ở trong Gia-cơ chương 4 câu 13-16 chép: hỡi anh em là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài, xong ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết, vì sự sống anh em là chi, chẳng qua như hơi nước hiện ra trong một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: ví bằng Chúa muốn ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Kìa, anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình, phàm khoe khoang như vậy là xấu. Đúng không ạ? Ở đây chúng ta thấy Phi-rơ có một chút gì đó rất tự tin vào bản thân của mình khi trả lời với chính Chúa. Cái đó chúng ta gọi không quá đâu, nhưng đó cũng là sự kiêu căng, sự kiêu ngạo. Thầy mình nói, Chúa nói là Satan đang đòi sàng sảy ngươi, ta đã cầu thay cho ngươi,
Khi người hối cải rồi, hãy làm vững anh em mình. Còn Phi-rơ nói làm gì có chuyện đó. Tôi thà chết với thầy chứ. Tôi mà làm sao mà sa ngã mà chối thầy được, mà ăn năn với không ăn năn. Có đó chứ. Đôi khi chúng ta không biết điều gì phía trước, cho nên chúng ta rất tự tin với bản thân mình. Đó là điều mà chúng ta dễ gặp. Rất dễ gặp. Chính cái sự cho rằng mình đủ sức để điều khiển tương lai và quyết định mọi thứ theo ý riêng của mình đã dẫn cho Phi-rơ đến cái sự sụp đổ và thất bại. Sự thật là Phi-rơ không mạnh như mình tưởng, không khôn ngoan như mình tưởng, cũng không tự chủ như mình tưởng, và không có thành công như mình tưởng. Bằng chứng là trong câu chuyện mà anh em đã đọc, anh em thấy không ạ? Vì vậy, ngay tại chỗ này, chúng ta học gì anh chị em? Mặc dù chúng ta không biết tất cả tương lai, nhưng Chúa luôn cầu thay cho chúng ta. Anh em có tin điều đó không? Có thể công việc của anh chị em, có thể gia đình anh chị em, con cái anh chị em, anh em không biết ngày mai nó sẽ xảy ra điều gì, nhưng mà anh chị em hãy tin lời Chúa đi. Chúa Giê-xu hằng sống để cầu thay cho anh em. Tôi cho rằng nếu Chúa Giê-xu không cầu thay thì tất cả chúng ta ở đây có thể sẽ không có cơ hội để ngồi đây thờ phượng Chúa sáng nay. Ngài cầu thay, nhưng chúng ta không biết. Ngài chăm sóc chúng ta, nhưng chúng ta không biết. Ngài lo lắng cho chúng ta, nhưng chúng ta không biết. Có thể một tháng sau, một tuần sau, anh chị em thấy cái công việc sắp đổ bể của mình tự nhiên được phục hưng, phục dựng trở lại, được phục hồi trở lại. Và anh em, ô sao tôi may mắn thế. Nhưng sự thật là Chúa đang cầu thay cho anh em. Một tuần sau anh em thấy cái bệnh nan y của mình sao tự nhiên nó phục hồi khỏe mạnh ra. Anh em nói, ô tôi là đúng là ông bà phước đức mười đời. Nhưng mà thật sự không phải, Chúa đang cầu thay cho anh em. Hãy nhớ điều đó. Phải không ạ? Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta hãy sống và biết ơn Chúa luôn luôn vì những phước hạnh mà mình nhận được mà mình không biết nó đến từ đâu. Hãy tin rằng nó đến từ lời cầu thay của Chúa Giê-xu. Đó là sự thật anh chị em. Cho nên những gì xảy ra sau hậu trường của cuộc sống, một môn đồ còn non trẻ như Phi-rơ lúc bấy giờ chưa nhìn thấy. Và lẽ thật chúng ta học buổi sáng hôm nay là gì? Khi mà mắt thuộc linh chúng ta chưa được Chúa mở ra, con mắt của sự hiểu biết cũng chúng ta cũng chưa được Chúa mở ra, thì chúng ta thường tin vào chính mình. Chúng ta thường được dẫn dắt bởi những giác quan của mình, khả năng của mình, sự khôn ngoan của mình, giống như Phi-rơ. Ông không được Chúa mở ra thấy. Khi ông nghe lời của Chúa nói là quỷ Sa-tan đòi sàng sảy các ngươi như lúa mì, thì có lẽ Phi-rơ nghĩ thầy mình làm sao nhỉ? Có lẽ Phi-rơ nghĩ thầy mình làm sao nhỉ? Quỷ ma đâu có thấy đâu mà cứ đòi sàng sảy như lúa mì. Mình vẫn đang mạnh mẽ như thế này, mình vẫn đang tự chủ như thế này, Sa-tan ở đâu mà sàng sảy? Có thể Phi-rơ sẽ nghĩ như thế. Và ông cho rằng với cái khả năng, cái ý chí của ông, cái sự nóng nảy kiên cường của ông sẽ không bao giờ, và trong đầu ông cũng chưa bao giờ có khái niệm là ông sẽ chối Chúa như ông đã làm, ông đã sẽ làm. Ông không bao giờ có khái niệm đó. Thưa anh em, bài học cho chúng ta là gì ở đây? Nếu mắt thuộc linh chúng ta chưa mở, con mắt sự hiểu biết chúng ta chưa mở, nếu chúng ta chưa thực sự tin tuyệt đối vào lời của Đức Chúa Trời, thì anh chị em ơi, chúng ta vẫn đang bị Sa-tan dẫn dắt qua các giác quan của mình. Đó là lẽ thật. Tiên tri TB Joshua đã nói có hàng triệu tín đồ Cơ Đốc vẫn là con cái của Chúa, nhưng mà Sa-tan điều khiển họ mỗi ngày. Điều khiển họ không phải Thánh Linh. Vì sao? Qua bài học buổi sáng hôm nay chúng ta hiểu vì sao, phải không ạ? Vì mắt thuộc linh, mắt hiểu biết chúng ta chưa mở ra. Nghĩa là chúng ta chưa tuyệt đối tin vào lời của Đức Chúa Trời, khiến cho chúng ta tin vào giác quan của mình, tin vào khôn ngoan của mình, tin vào kiến thức của mình, tin vào sự cảm nhận của mình, tin vào những cái điều mắt mình thấy, tai mình nghe, và
Satan điều khiển con người đó theo ý nó. Hãy cẩn thận chỗ này. Tôi và bạn chị em chỉ có thể thành công khi để cho lời của Đức Chúa Trời chiếm hữu và điều khiển mình hoàn toàn. Amen không ạ? Tôi và bạn chị em chỉ có thể an ninh, chỉ có thể an toàn, chỉ có thể thành công, chỉ có thể chiến thắng khi lời của Đức Chúa Trời điều khiển mình, mặc dù đôi khi rất trái logic, rất trái những cái ý của mình. Nhưng mà anh chị em hãy tin tuyệt đối, nếu Chúa nói A thì chắc chắn điều A đã đang xảy ra. Nếu Chúa nói rằng Satan đang đòi sàng sảy ngươi như lúa mì thì điều đó chắc chắn xảy ra, mặc dù mắt mình không thấy. Chị em thấy không ạ? Đây là chỗ mà chúng ta cần phải ghi nhận ha. Vì vậy, một cái điểm tiếp theo mà chúng ta thấy ở đây, là ở trong lời của Đức Chúa Trời cũng nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải nắm chặt lời tiên tri của Chúa, nắm chặt những gì mà đang xảy ra trong cái thế giới mà mắt mình không thấy được, để chúng ta được an ninh. Phi-rơ 2 chương 1 câu 19 chép: nhân đó chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sau mai mọc trong lòng anh em. Phi-rơ 2 chương 1 câu 19 và Phi-rơ nhất chương 5 câu 8 câu 9 thì chép: hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Vậy hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Anh chị em thân mến, hai câu kinh thánh này đều do sứ đồ Phi-rơ viết sau này. Có lẽ sau khi ông đã ăn năn hối cải, ông tỉnh thức, ông được sự Chúa dạy dỗ, ông được Thánh Linh đầy dẫy, và ông đã hiểu được cuộc chiến mà ông đang đứng. Ông đã biết được đúng rõ ràng kẻ thù nghịch như sư tử rống đi rình mò xung quanh chúng ta. Mặc dù mắt không thấy, tai không nghe, tay không rờ được, nhưng kẻ thù vẫn đang rình mò. Căn cứ theo lời này, tôi nói với anh chị em rằng cuộc sống anh em hãy tỉnh thức, hãy tiết độ, hãy cầu nguyện. Vì Satan luôn đi rình mò xung quanh anh em để làm gì? Bỏ anh em lên cái sàn của nó. Có đúng không? Nó nắm anh em, nó bỏ lên sàn của nó, sàn. À, lọt phải không? Ta tấm cổ và ta sử dụng nó. Đúng không? Khi chúng ta lọt xuống sàn nó là nguy hiểm rồi. Cho nên ở đây lời Chúa nói là hãy đứng vững trong đức tin, chống cự. Đứng vững trong đức tin là gì? Là đứng vững trong lời của Đức Chúa Trời, chống cự nó. Đứng vững trong những lời hứa của Chúa để chống cự nó. Nếu Chúa nói rằng ta không bỏ ngươi, ta không lìa ngươi, đừng tham tiền, vì ta không bao giờ bỏ ngươi, lừa rời ngươi, thì anh em ơi, đừng bao giờ sợ ngày mai. Phải không ạ? Chúa không bỏ mình, Chúa không rời mình. Tại sao mình lo lắng, tại sao mình bất an, tại sao mình cứ nằm đây rồi mình tính toán không biết 10 năm sau mình sống thế nào, 100 năm sau mình sống thế nào, không biết đời chắc đời chít của mình sẽ sống thế nào. Đôi khi con người chúng ta nghĩ vậy, phải không ạ? Nhưng xin thưa anh chị em, Chúa là đấng săn sóc chúng ta. Anh em hãy tin quyết một điều rằng Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Ông David nói: trước tôi trẻ, rồi tôi đã già, mà tôi chưa thấy có một người công bình nào bị Chúa bỏ. Đúng không? Cho nên chị em, chúng ta phải đầy lòng tin quyết ở trong lời Ngài. Thầy sao ạ? Cái lỗ lo lắng đó nó sẽ không đủ rộng để thọt anh em xuống. Còn nó bỏ anh em lên sàn á, nó bỏ anh em lên sàn và có một cái lỗ lo lắng ở trên cái sàn của nó, nó sàn anh chị em, nó thấy ồ ông này không có lo, thôi vứt nó ra lấy người khác bỏ vô. Không? Đó là cách Satan nó làm. Cho nên chúng ta đừng có sống trong sự lo lắng phiền muộn quá mức, vì Đức Chúa Trời bây giờ đã phù hộ chúng ta. Anh em trước không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân của Đức Chúa Trời. Thế thì tại sao chúng ta lo lắng, phải không ạ?
và còn nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống. Nào là hôn nhân trong gia đình tương lai, nào là con cái, nào là tiền bạc, nào là sức khỏe, nào là chức vụ, nào là những gì ở trong mà mình làm. Anh chị em ơi, hãy tìm những câu kinh thánh, và những câu kinh thánh đó hứa như thế nào thì anh em hãy tin như vậy. Chắc chắn chúng ta sẽ đi trong sự bình an và an ninh. Cái vấn đề ở chỗ là khi chúng ta lìa mắt mình khỏi lời của Đức Chúa Trời thì lập tức chúng ta lọt xuống cái sàn của Satan. Ngay lập tức, giống Phi-rơ lúc này. Câu hành cho em ạ. Cho nên Chúa biết rõ chính chúng ta. Ngài biết từng yếu đuối và từng nhu cầu nhỏ nhất của chúng ta. Ngài đang săn sóc chúng ta mỗi ngày. Hãy trao mọi lo lắng cho Ngài, anh chị em. Hãy trao mọi lo lắng cho Ngài. Nắm vững lời của Đức Chúa Trời. Cho nên ngay cái phần thứ nhất này, tôi muốn chuyển tải đến hội thánh một thông điệp để trả lời cho câu hỏi vì sao Phi-rơ chối Chúa. Đây là tiêu đề bài giảng hôm nay, phải không? Vì sao Phi-rơ chối Chúa? Phi-rơ chối Chúa vì Phi-rơ không tin lời Chúa Giê-xu. Không tin. Chúa nói như vậy nhưng Phi-rơ cứ bỏ qua. Không tin, không để ý, không màng gì cả. Và Phi-rơ nói chắc như đinh đóng cột: không thể nào đâu, tôi đồng chết với thầy. Không cách gì tôi chối được đâu. Yên tâm đi, thầy yên tâm đi. Nói chơi cho vui thì được, chứ không thể đó đông và đúng được. Phải không anh em? Nhìn câu thấy Phi-rơ rất là tự tin. Như anh em xem đến câu thứ 54 mà mình đã vừa nghe thì rõ ràng, rõ ràng chỉ qua lời của ba người. Người đầu tiên là một đầy tớ gái, nói rằng: ô, tôi thấy ông cũng thuộc về người đó. Lập tức Phi-rơ sao anh em? Chối bay luôn. Bây giờ chúng ta phân tích cái diễn biến tâm lý của Phi-rơ lúc này như thế nào để chúng ta hiểu tại sao. Anh chị em ơi, ngay khi Phi-rơ từ bỏ lời của Chúa Giê-xu thì Phi-rơ hành xử theo bản năng của mình. Ngay khi anh chị em không còn giữ lời Chúa trong lòng, ngay khi chúng ta không còn tôn trọng lời của Đức Chúa Trời, ngay khi chúng ta xem nhẹ lời Kinh Thánh, ngay khi chúng ta cho rằng lời Kinh Thánh nói cho nó hay thôi, chứ thực ra trong cuộc sống thì mình tùy cơ ứng biến, thì chúng ta sẽ sống theo bản năng. Phi-rơ lúc này đang sống theo bản năng. Một con đòi nói: ô, ông là người theo Chúa Giê-xu. Thôi làm gì có. Chối liền, nói dối liền. Cho nên lời Chúa dạy như thế này: chớ nói dối nhau. Nhưng nếu chúng ta bỏ qua lời này, xem nhẹ lời này, tôi đảm bảo chúng ta sẵn sàng nói dối như cuội liền. Và thấy lương tâm cũng bình thường. Mình nói dối đâu chết ai đâu mà lo, cứ nói thôi. Phải không ạ? Chúng ta xem nhẹ liền. Lời Chúa dạy là chớ tà dâm, chớ ngoại tình. Nhưng nếu chúng ta bỏ qua, chúng ta sẵn sàng tà dâm ngoại tình, mà thậm chí coi cái đó là bình thường, thậm chí còn tung lên Facebook để khoe chiến tích nữa. Đấy là chỗ rất là lạ lùng mà mình nhìn thấy. Cho nên ở đây chúng ta xem diễn biến tâm lý là Phi-rơ khi bỏ qua lời Đức Chúa Trời, ông đã sống theo bản năng của mình. Thậm chí ông không chối Chúa một lần, ông chối ông không biết Chúa tới ba lần mà ông vẫn thấy bình thường. Ông vẫn đi lại. Chói xong lần thứ nhất, tưởng đâu là ông bỏ, ông chạy, ông trốn vì xấu hổ. Ông còn lẫn vẫn ở đó. Đi lại vẫn nhóm lửa, vẫn sưởi ấm bình thường. Chói lần thứ hai, vẫn thấy Phi-rơ lẫn vẫn ở đó, bình thường. Cho nên anh em nhìn thấy diễn biến tâm lý Phi-rơ mà. Phi-rơ chói Chúa nhưng mà sống bình thường. Không một cáo trách, không một cái gì bên trong lòng hết. Chói lần thứ ba, vẫn bình thường. Bình chân như vậy. Cho nên chỗ đây chúng ta thấy á, khi chúng ta bỏ qua lời của Chúa, chúng ta không còn khả năng ăn năn nữa. Không ăn năn. Ô, ăn cắp ăn trộm là chuyện bình thường, có lợi nữa gì khác ấy. Đúng không ạ? Nói dối bình thường, đánh nhau giận dữ bình thường, tà dâm ngoại tình bình thường. Không có một cáo trách gì trong lòng hết. Mặc dù vẫn đi nhà thờ đều đặn, vẫn cấp Kinh Thánh mỗi Chủ Nhật, phải không ạ? Ô, vẫn khai vô trong chứng minh nhân dân anh tôn giáo gì, tôi người tin lành.
Tại sao như vậy anh chị em? Bởi vì chúng ta bỏ qua lời Đức Chúa Trời. Tại sao có nhiều tôn giáo cũng gọi là tin lành, nhưng mà sống không có lành chút nào. Vừa ra khỏi nhà thờ thì nói dối nào, tà dâm, đánh nhau, chửi rủa khắp nơi. Vì sao? Vì có cấp Kinh Thánh nhưng không bao giờ đọc Kinh Thánh, không bao giờ biết Chúa Giêsu nói gì. Và khi có biết, có nghe giảng đi chăng nữa cũng bỏ qua. Vậy không bao giờ để ý lời của Chúa, không bao giờ cho rằng lời của Chúa là quan trọng cho linh hồn của mình, không bao giờ để ý và để tâm đến lời của Đức Chúa Trời, coi nó như sự sống của chính mình, coi nó là kim chỉ nam cho cuộc đời của mình, coi nó như là sắc lệnh, là mệnh lệnh của đấng tối cao cho đời sống của mình. Thế nên mà chúng ta vẫn sống theo bản năng xác thịt của mình và không có khả năng để ăn năn, không có khả năng ăn năn. Nhưng lạ thay nha, anh em để ý câu chuyện này, anh em để ý câu chuyện. Lần thứ ba Phêrô chối Chúa, thì ở lần này gà nó gáy. À, chính cái con gà này nó khiến Phêrô ăn năn hả? Anh em có bao giờ nghĩ không? Anh em bao giờ đọc Kinh Thánh ôi sao, ôi Chúa ơi, con cảm ơn con gà ngày xưa, vì nhờ con gà này mà hội thánh giờ mới có, chứ ông Phêrô ông mất lúc đó thôi xong luôn rồi. Giờ anh em biết con gà đó, con gà nào không? Ôi cảm ơn con gà. Đôi khi nếu mình suy nghĩ hời hợt á, mình nghĩ là phải cảm ơn con gà, nhưng mà nghĩ sâu sắc hơn á, chưa chắc đâu. Con gà chỉ là cái tiếng gọi lại thôi. Nhưng ngay cái chỗ Chúa Giêsu xoay mặt lại ngó Phêrô, khi Chúa Giêsu xoay mặt lại ngó Phêrô thì Kinh Thánh chép rằng ông bèn nhớ lại lời của Chúa. Anh em để ý theo ạ. Khi Phêrô đang nói dối như cuội như thế, đi vẫn cười phê phê, nhưng mà khi mà Chúa quay ngó ông một cái, mặt ông xám xịt lại liền. Anh em tưởng tượng cảnh đó, ông đang vui cười bình thường, ô tuyệt vời, tôi vẫn đang an toàn trong cái hội trường này, cái ai biết đâu mà mình làm gì liên quan đến ông kia. Không, ông Giêsu tôi không biết ông là ai, đang cười phê phê, Chúa đang ngó lại một cái, tự nhiên tất cả cái nụ cười giả tạo trên ông biến mất, biến mất. Và ngay lúc đó ông nhớ lại lời của Chúa, và ngay khi ông nhớ lại lời của Chúa thì ông bèn đi ra ngoài khóc lóc đắng cay. Tôi gọi đó là sự ăn năn. Anh chị em ơi, chúng ta có thể sa ngã nhiều điều, chúng ta có thể nguội lạnh rất nhiều trường hợp, nhiều nguyên nhân. Có thể cuộc đời chúng ta đã mấy tháng rồi chúng ta không cảm nhận được tình yêu của Chúa, không thấy được sự hiện diện của Chúa. Có thể mấy năm rồi chúng ta không còn khao khát nóng cháy để phục vụ Chúa. Chúng ta sa ngã bởi vì nhiều cái lỗ trên sàn của Satan đã đưa chúng ta xuống phía dưới. Chúng ta đã nguội lạnh nhiều điều rồi. Nhưng tôi nói hôm nay, anh chị em hãy để Chúa Giêsu nhìn thẳng vào mặt mình. Trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời đó, anh em sẽ nhớ lại lời của Chúa. Lời của Chúa sẽ phán cho anh chị em cách đây 5 năm là gì, cách đây mấy tháng là gì, cách đây một tuần là gì. Tất cả những lời đó nếu anh chị em nhớ lại, nó khiến cho lòng anh em được phục hồi và ăn năn. Chỉ có lời kêu gọi của Chúa, chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới có sự sống để phục hồi chúng ta. Còn ngoài ra không bao giờ có đâu anh chị em. Bài học ở đây là gì anh chị em? Bài học ở đây là khi thấy lòng chúng ta nguội lạnh, đừng thả trôi nó. Đừng để cho Satan tiếp tục sử dụng cuộc đời chúng ta để đóng đinh Chúa trên thập tự. Nhưng khi chúng ta nguội lạnh, hãy chạy đến để tìm kiếm mặt của Chúa. Mà anh chị em ha, tìm kiếm mặt của Chúa. Cái câu mà Chúa xoay lại ngó Phêrô, nó nói lên là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa, khi chúng ta ngó mặt của Chúa, thì lời của Chúa được nhắc lại trong lòng chúng ta, khiến chúng ta có thể đổ nước mắt, khiến chúng ta có thể ăn năn,
khiến chúng ta có thể thống hối, và lúc đó chúng ta sẽ được Ngài phục hồi. Anh chị em ơi, Chúa không trách móc lỗi lầm của chúng ta đâu. Ngài đã biết trước tất cả rồi. Nhưng Ngài chờ đợi là gì? Ngài chờ đợi để chúng ta ăn năn rồi cho được Ngài tha thứ. Trong Thi Thiên 103 câu 9 chép, Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận cho đến đời đời. Thông điệp buổi sáng này tôi muốn chuyển tải đến cho hội thánh là hãy chạy đến với Chúa để được nhìn thấy mặt của Ngài. Cách đây một tuần, tôi cầu nguyện riêng với Chúa và tôi hỏi Chúa. Tôi nói: Chúa ơi, hội thánh của Chúa ngày nay cần những thông điệp gì? Con cái của Chúa ngày nay cần những thông điệp gì? Tôi đang tìm kiếm điều đó từ Ngài. Chúa ơi, họ đang cần điều gì? Và anh em biết không, tôi nghe rõ ràng một tiếng trong tâm linh: con cái của ta ngày nay cần sự phục hồi, cần sự khôi phục. Và tôi hỏi Chúa: phục hồi điều gì? Chúa trả lời rằng: con cái của Chúa ngày của ta ngày nay cần được phục hồi đức tin, cần được phục hồi niềm hy vọng, và cần được phục hồi tình yêu của họ với ta. Và khi tôi nghe được điều này, tôi biết rồi, Chúa ơi, chắc chắn rồi, rất nhiều con cái của Ngài hôm nay đã lọt xuống cái sàn của Satan. Có thể tấm lòng bị nguội lạnh, đức tin yếu kém, và họ đang vùng vẫy trong cuộc sống này. Mặc dù vẫn gọi là có Chúa, nhưng không nhìn thấy bàn tay của Chúa trên đời sống mình. Mặc dù có nói là trông cậy Chúa, nhưng không thấy quyền năng của Ngài trên mọi lĩnh vực nào trong đời sống của mình. Mặc dù có thấy lòng yêu Chúa, nhưng mà tấm lòng hoàn toàn nguội lạnh, không bao giờ cảm nhận được Ngài yêu mình như thế nào. Chúng ta quá giữ bề ngoài mà đánh mất cái sự thật bên trong của chúng ta đã tắt ngấm từ bao giờ. Tôi nói với anh chị em rằng qua câu chuyện hôm nay, tôi muốn truyền tải đến hội thánh một thông điệp là tất cả anh chị em mình phải được phục hồi. Chúng ta chỉ được phục hồi trong sự hiện diện của Thánh Linh Ngài. Chúng ta chỉ được phục hồi khi mỗi ông bạn chị em của tôi buổi sáng hôm nay nghe và nhớ lại lời của Đức Chúa Trời đã phán cho lòng của mình. Tôi không tin rằng có ai ngồi đây mà chưa bao giờ một lần nghe Chúa phán trong tấm lòng của mình. Khi anh em chuẩn bị sa ngã, Chúa đã nói với anh em: con ơi, đừng làm điều đó. Con ơi, đừng quyết định cái đó. Con ơi, đừng đi theo điều này. Tôi tin rằng mỗi tâm linh của chúng ta đều biết hết. Nhưng bởi sự cố chấp, bởi sự ngạo mạn, bởi cái sự thiếu hiểu biết, chúng ta đã bất chấp lời cảnh báo của Chúa, để rồi chúng ta đi vào con đường của sự sa ngã, của sự nguội lạnh, của sự vắng bóng sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay, tôi tin rằng thần của Đức Chúa Trời giờ này sẽ tác động lên mỗi một chúng ta, giống như Phi-rơ, không ạ? Giống như Phi-rơ. Khi Chúa đã ngó vào mặt ông không thể còn vui vẻ bình an như bình thường được nữa. Chúng ta có thể có những sự vui vẻ bình an giả tạo ở thế gian này, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta đang thiếu Chúa. Chúng ta đang thiếu sự ấm áp của Chúa. Chúng ta đang thiếu sự an ninh của Chúa. Chúng ta đang thiếu sự chăm sóc của Chúa. Chúng ta đang thấy mình lạc lõng vô cùng. Cho nên buổi sáng nay tôi kêu gọi tất cả hội thánh hãy tỉnh thức và ăn năn. Hãy trở lại với Đức Chúa Trời bằng một trái tim nóng cháy, bằng một niềm trông cậy tuyệt đối và một đức tin sắc bén bởi quyền phép của Thánh Linh Ngài. Tôi cho rằng nếu chúng ta sống như vậy, chúng ta có cơ hội để được Đức Thánh Linh dùng để làm vững chí anh em mình. Mỗi một chúng ta sẽ trở thành một kênh dẫn để phước hạnh của Đức Chúa Trời tuôn chảy và làm vững chí người khác. Amen không ạ?
Chúa Giêsu nói với Phi-rơ rằng khi ngươi đã ăn năn hối cải rồi thì hãy làm vững chí anh em mình. Tôi nói trong thời kỳ cuối cùng này, Đức Chúa Trời cần một đạo quân của Ngài, là những con người đã trở lại với Ngài, những con người đã ăn năn hối cải, những con người đã được đổ đầy Thánh Linh. Để làm chi? Để Đức Chúa Trời tuôn chảy qua người đó và làm vững mạnh người khác. Đó là chỗ mà chúng ta cần. Anh chị em ơi, cho nên buổi sáng hôm nay á, thông điệp mà Chúa muốn qua tôi để nói với Hội Thánh là gì? Tôi và bạn chị em cần sự phục hồi. Sự phục hồi đúng nghĩa luôn. Phục hồi về đức tin, phục hồi về niềm trông cậy, và phục hồi về tình yêu đối với Chúa. Đừng yêu thế gian và các vật ở trong thế gian nữa. Chúng ta đừng trông cậy vào khôn ngoan xác thịt mình, đừng trông cậy vào kỹ năng của mình, đừng trông cậy vào kiến thức của mình. Hãy trông cậy vào chính Đức Chúa Trời. Ngài là đấng toàn năng. Đừng tin vào chính mình, đừng tin vào hoàn cảnh, đừng tin vào môi trường, đừng tin vào những gì con người đám đông nói. Hãy tin những gì lời Đức Chúa Trời nói, vì lời của Ngài còn lại đời đời. Ba điều đó phải được phục hồi buổi sáng hôm nay. Anh em đồng ý không ạ? Và ngay giờ này tôi cho rằng khi Hội Thánh chúng ta cầu nguyện, Chúa Giêsu sẽ xoay mặt lại ngó anh chị em mình trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Tôi muốn khích lại anh chị em rằng không một con người nào là vô dụng trong vương quốc Đức Chúa Trời. Khi chúng ta vững mạnh rồi, chúng ta sẽ làm vững chí anh em mình, khiến anh em mình biết Đức Chúa Trời, khiến anh em mình mạnh mẽ trong Đức Chúa Trời, và Hội Thánh bằng cách đó được xây dựng. Và khi Hội Thánh đã được xây dựng mạnh mẽ rồi, dù Satan có đem tất cả chúng ta bỏ lên cái sàn của nó thì cũng chả có cái hạt nào rớt xuống dưới hết. Đúng không? Không có hạt nào rớt xuống dưới. Và nó vô vọng, không làm gì được chúng ta. Amen. Cảm ơn Ngài. Nào, chúng ta hãy cùng cầu nguyện giờ này. Amen. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện giờ này. Chúng ta hãy sẵn sàng nha. Hãy nhớ Chúa nói trong tấm lòng tôi rằng Hội Thánh Chúa cần sự phục hồi. Và mỗi một chúng ta giờ này, tôi kêu gọi tất cả anh chị em mình hãy thành thật với bản thân mình, hãy thưa trình trước Chúa, hãy tìm cho ra những lỗ hổng trong cuộc đời của mình. Có điều gì khiến chúng ta bị mẻ, bị sức, bị ốm yếu, bị teo tóp, bị lép, đến nỗi nếu giờ này bỏ trên sàn chúng ta lọt xuống không? Chúng ta hãy dành 1-2 phút để kiểm tra chính mình. Chúng ta có bất mãn với ai trong Hội Thánh không? Chúng ta có bất mãn với mục sư, bất mãn với người dẫn dắt thuộc linh, bất mãn với vợ, với chồng, với cha, với mẹ, hay là bất mãn với con cái của mình không? Những người làm con có bất mãn với cha mẹ mình không? Đó là lỗ hổng rất lớn trong tấm lòng, khiến cho chúng ta nguội lạnh, khiến cho chúng ta bị rớt xuống, và Satan có thể sử dụng lỗ hổng đó trong cuộc đời của mình. Anh em hãy nghĩ lại đi ạ, nghĩ lại đi. Bất kể nó là gì, dù chỉ một sự lo lắng, dù chỉ một cái sự bất mãn tiêu cực nào đó thôi, anh chị em ơi, Satan lập tức sử dụng liền, Satan lập tức tận dụng liền. Nó không bao giờ bỏ mất cơ hội đâu, nhưng nó sẽ sử dụng những điều đó để giết Chúa của chúng ta trong Hội Thánh. Đó là lý do tại sao nhiều Hội Thánh không có sự hiện diện của Chúa, bởi vì quá nhiều con người lọt xuống sàn của Satan. Hôm nay chúng ta không chấp nhận tình trạng này. Anh chị em ơi, hãy để Chúa nhìn vào mặt anh chị em giờ này. Và tất cả những anh chị em đang trên livestream cũng vậy. Hãy đứng dậy từ chỗ của mình, hãy đứng dậy từ chỗ của mình và kiểm nghiệm lại đời sống của mình.
hãy xem xử, lạy Chúa. Chúa ơi, hãy giúp con bịt lại lỗ hổng này. Hãy giúp con tha thứ, hãy giúp con bằng lòng, hãy giúp con vâng phục, hãy giúp con yêu thương, hãy giúp con tin tưởng, hãy giúp con sống chân thành, hãy giúp con sống nhân từ, hãy giúp con sống hiền lành, hãy giúp con mềm mại trong mọi sự, lạy Chúa. Hãy giúp con không có chấp nhận bất cứ một tội lỗi dối trá gian dâm nào trong đời sống con, lạy Chúa. Anh chị em ơi, khi chúng ta quay trở lại với Ngài, quay trở lại với Ngài, thì Chúa Giêsu sẽ nhìn vào mặt chúng ta hôm nay, Ngài sẽ ngó chúng ta hôm nay, khiến cho chúng ta được cảm động bởi Thánh Linh Ngài, khiến cho sự kêu gọi của Ngài được phục hồi trên đời sống chúng ta, khiến cho những lời dù nói 10 năm trước sẽ được phục hưng lại trong lòng chúng ta giờ này. Anh em hãy chú ý với Chúa. Chúa đã từng kêu gọi anh em, Chúa đã từng kêu gọi anh em để phục vụ Ngài, Chúa đã từng nói những lời rất là đầy quyền năng cho anh chị em trong cái cuộc sống của mình. Nhưng vì một lý do nào đó anh chị em đã quên đi. Thầy buổi sáng hôm nay, khi Chúa nhìn vào mặt anh em, Thánh Linh hiện diện ngập tràn trên anh em sẽ nhớ lại và được phục hồi. Cảm ơn Ngài.